lại xin chào tất cả các bác. Hôm nay shop Trường Thảo em đến từ Bắc Giang giới thiệu với các bác một cái số vật tư nuôi con ong mật, ong lội đấy ạ. Thì bên em cung cấp toàn bộ về con ong lội. Các bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại này nhé. Có cả Zalo, Facebook. Các bác cần thiết có thể xem hàng trước khi đặt mua của bên em ạ. Thì đầu tiên là em giới thiệu với các bác là cái chân tầng bên em. Số lượng thì rất chi là nhiều. Bác nào mà đặt số lượng nhiều thì cứ nhắn tin gọi điện lên bên em. Giá cả thì hợp lý thôi ạ. Và tiếp theo thì không thể thiếu được trong cái đồ mà nuôi con ong lội. Đó là giỏ chuối nha các bác nhé. Đây là giỏ chuối nhựa. Giỏ chuối nhựa. Và giỏ chúa xoắn inox đây các bác này. Kim di trùng. Và cả quản chúa bằng gỗ nghiến nha các bác nhé. Đây là những cái máng ong. Cái máng ong bên em thì bán cái máng này rất chi là dày dặn. Số lượng thì rất chi là nhiều. Các bác mà có nhu cầu mà nuôi nhiều ấy thì cứ alo liên hệ đến bên em. Em nhận ship toàn quốc. Và dao lác để quay mật nha các bác nhé. Dao thì em bán là cái loại dao này rất chi là tốt. Em cho các bác xem. Các bác nào mà cứ dùng đồ bên em rồi thì biết rồi ạ. Các bác rất chi là tin tưởng. Đây ạ. Và tiếp theo là cái bình khói nha các bác nhé. Cái bình khói này thì không để thiếu rồi. Các bác nuôi ong mật rồi. Cái bình khói này bên em là cái bình khói inox đẹp nhé. Đây ạ, cái bình khói này nó có hai dạng các bác này. Đây, rất chi là dày dặn. Bên ngoài thì được bọc cái chống nóng đây. Các bác dùng thì chỉ cần nhẹ nhàng như này là khói đã mạnh rồi. Dày dặn lắm ạ. Cái này nó có hai loại đấy các bác nhé. Nhưng mà bên cơ sở em thì lúc nào cũng là bán loại đẹp. Đây, mở cho các bác xem. Thì khi các bác mà dùng thì các bác biết cái sản phẩm này là dùng như thế nào rồi. Bên trong là cái vâm kìa. Bẻ ra cho vào đây. Và để vào như này là các bác có thể dùng. Dùng xong thì các bác kẹp cái này vào đây. Và cái này nó có cái treo ấy nhá, rất chi là tiện. Thì các bác treo lên thì có thể là dùng vào lần sau được rồi. Và quần áo nha các bác nhé. Quần áo bảo hộ để các bác đi thăm ong. Đây ạ. Đây là chiếc mũ để các bác đi thăm ong mật đấy ạ. Phòng chống là con ong bâu vào mặt nó đâu. Còn đây là cái áo liền mũ. Cái áo này thì em cũng giới thiệu với các bác rồi. Chất rất chi là dày dặn và đẹp. Đằng trước là cái lưới trong suốt. Đằng sau là may liền như thế này nha các bác nhé. Và cái sản phẩm này bên em ý, là đây là lần này nó là hàng mới. Cái bành mũ nó rất chi là to và rộng. Nó không có nhỏ như là lần trước nữa. May bo hết bên dưới để cho con ong mật nó không thể là chui vào người các bác được. Rất chi là chắc chắn là đẹp. Và bên em còn có rất chi là nhiều thùng quay mật nhá. Thùng đựng ong nhá, thùng quay mật đây. Đây ạ, tất cả rồi quần áo bắt ong. Thế bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại bên em nhá. Vâng ạ. Số điện thoại bên em đây. Em tư vấn cụ thể. Và các bác xem like thì nhấn đăng ký, nhấn chuông và ủng hộ cho em để mỗi ngày em giới thiệu với các bác một sản phẩm tốt ạ. Vâng, em xin chào tất cả các bác.